Giờ mình hết bột cá, cho hành đá vô. Đá mình ngắt gì nè, nó thơm. Mình cho mấy trái ớt vô luôn. Giờ mình ngắt qua cái lửa nhỏ, mình kho riu riu. Mình xào cho bí chín rồi mình nhắc xuống. Nó có cho mình không à? Ngon. Nói rồi làm gì chưa? Tính thì nó canh ha. Phải sợ, có cơm muốn luộc. Ngon mà. Chấm mày chưa? Xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình mới đi mua con bí xào tép ăn. Ngon quá trời ngon luôn. Rau ngổ này mình cũng xào luôn. Mình có mua cá nè. Cá này cá nục. Mình đem đi chiên rồi bắt đầu mình kho nước dừa lại. Ít tép này hồi mình xào bông bí. Xin mời cả nhà vô bếp mình nha. Giờ mình lọc bông bí ra. Bông bí này ở đây người ta trồng nè. Cái cọng nó không có được bự. Nó gì vậy? Mà giờ mình tước, mình khỏi có lặt ra đâu. Mình đãi vậy luôn. Mình xào. Mình giờ mình lặt, mình lấy cái nhị ra nè. Mình tước cái này ra. Mình tước cái sơn nó ra. Bí lột lâu lắm. Bí này xào mỡ nha, mình chấm nước cá ăn là ngon lắm nè. Muốn lẩu ăn cũng ngon. Cá này mình ăn rồi nè, mình đem đi chiên mình kho nước dừa. Đi rau ngổ nè, với bông bí mình lọc rồi rồi. Đằng hồi mình xào tép. Giờ chảo nóng rồi mình cho dầu vô mình chiên cá. Cho ít tỏi vô. Để lửa vô gì nè. Giờ mình chặt cái dừa ra đặng hồi mình kho cá. Giờ mình có ít rau nè, bỏ vô mình luộc hồi chấm nước cá. Rồi cá già nè mình chở ra. Rồi xay qua mình vớt rau ra. Rau này mình luộc rồi. Giờ cá già nè. Mình nếp đồ vô đi. Nếp gia vị vô. Mình cho muỗng rưỡi đường vô. Hết nước màu. Bột ngọt. Nước mắm. Giờ mình đấu cái dừa cho mình kho. Cái dừa không có nước. Giờ mình kho nước dừa cho sắc xuống rồi mình nêm. Giờ mình hết bột cá. Cho hành đá vô.
đó mình nhắc gì nè, nó thơm. Cho mấy trái ớt vô luôn. Giờ mình nhắc qua cái lửa nhỏ mình kho riu riu, bỏ dầu vô mình xào bông bí. Rồi chảo nóng rồi mình cho miếng tẩu xi vô. Giờ mình cho tép vô, mình xào. Tép xào gần chín rồi mình cho con ổi vô. Rồi mình nêm gia vị luôn, mình cho ít bột ngọt, hạt nêm một muỗng, muỗng nước mắm, xào lên. Bỏ bông bí cho mình xào. Cho bông bí chín rồi mình nhắc xuống. Xin chào các bạn nha, xin chào các cô chú, các anh chị nha. Thì bữa cơm của gia đình mình cũng đã làm xong rồi. Còn đây là rau ngổ nè, bông bí nè, xào tép. Còn đây là cá nục kho nước dừa nè cả nhà ơi, rất là ngon luôn á, rất là thơm luôn á. Còn đây là dĩa rau muống luộc nha, dân dã đồng quê nha. Bây giờ mình xin mời các cô chú, các anh chị, xin mời các bạn đang xem kênh Máy Đá Tình Quê dùng cơm với gia đình mình nha. Xin mời cả nhà ăn cơm mình nha. Xin mời các cô chú anh chị ăn cơm với dòng mình nha. Tất cả đều chín rồi, rất là ngon luôn. Bây giờ lấy trái giám mẹ. Đây mình đợi nữa bỏ nó vào bạch. Chứ mình ngon. Ngon, thật lắm à. Ăn ngon luôn. Thật đi rồi không. Này rau muống, rau nhút, rau gì, rau đắng nữa nè. Đắng cá là ăn hết vậy. Kho nước dừa ngọt hết các bạn. Ngon. Ngọt. Ngon à. Kho nước dừa ngọt. Cá ngọt, mình nước dừa ngọt. Cả nhà mình làm thử cái thứ món này quá ngon. Chiên rồi kho nước dừa. Tuyệt. Ngon rồi nè. Bún bỉ nè. Bữa này không mưa ha. Bữa này không mưa. Hồi tứ đồ cá béo nha, con ổi xào cũng ngon quá. Ngon. Nói rồi làm gì chưa, tính đi nấu canh đó ha. Cải xào có rau muống luộc ngon mà. Chấm mày chưa. Con này. Vâng. Ừ. Ừ. Đó là hết luôn à? Ừ. Thịt gì khác không? Thịt gì? Dạ. Ăn rồi. Ngon. Ngon quá trời. Ừ. Vâng. Ngon. Này thấy bạc lắc xào rất là ngon. Cái nước thấm vô cá. Cái dừa thấm vô cá. Cái dừa thấm vô cá rất là ngon. Mà chiên gì đó, ăn nó ngon ha. Thơm. Ngọt thơm. Cá dẻ. Hết rừng ta nổi. Hết rừng ta nổi quá dữ à. Chị con mà. Nào vậy mới làm được.
hoài vậy.